Đức tin của bạn khiến điều đó trở thành sự thật. Bạn luôn tin tưởng vào chính mình. Bạn tin vào sự hướng dẫn của vũ trụ. Tin tưởng vào chính mình là bạn tin tưởng vào nguồn tài nguyên tình yêu dồi dào luôn có sẵn bên trong bạn. Bạn biết cách sử dụng nó để nuôi dưỡng cơ thể vật chất, tinh thần, tâm linh của mình ngày càng phát triển tích cực. Và bạn biết sử dụng nguồn tài nguyên đó để đối diện tất cả những nghịch cảnh khổ đau trong cuộc đời này. Trong quá trình bạn phấn đấu, hướng tới mục tiêu, hướng đến những ước nguyện của mình, bạn sử dụng nguồn tài nguyên dồi dào này, cư xử với tất cả những người xung quanh, thể hiện rung động tích cực, rung động cao của bạn với môi trường xung quanh bạn. Và bạn còn tin tưởng vào sự hướng dẫn thiêng liêng của vũ trụ. Bạn hiểu rõ ràng, bạn cần phải tin tưởng vào tình yêu. Và phần việc còn lại là để vũ trụ hướng dẫn cho bạn thông qua những thông điệp, đó là những sự kiện, những con người mà bạn gặp trong cuộc sống của mình. Bạn hiểu rõ ràng, bạn đã lựa chọn tình yêu thì những gì bạn gặt hái được chỉ là những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Tất cả mọi thứ xảy ra là cho bạn. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra, dù cho có những nghịch cảnh, thất bại hoặc là những chướng ngại, bạn coi đó là những cơ hội để giúp bạn phản tỉnh chính mình, giúp bạn nhìn thấy được sự thật, những điều bạn cần chuyển hóa và thay đổi để bạn có thể phát triển tích cực, biến đổi mạnh mẽ lên từng ngày. Chính vì nhận thức đúng đắn này, bạn dễ dàng rung động trong lòng biết ơn. Bạn tập trung vào năng lượng của sự dồi dào. Bạn dễ dàng gặp được những quý nhân, những người tốt đến để trợ lực cho bạn. Bạn còn gặp những cơ hội lớn để giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình một cách nhanh chóng. Mọi thứ tích cực liên tục xảy ra trong cuộc đời của bạn mang đến cho bạn rất nhiều động lực, giúp bạn tiến và vươn xa trên con đường của mình. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.